Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục tới nhà vườn của bạn Hậu cả nhà ở Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre để quay giao lưu với nhà một số mặt hàng mai giống và mai ghép nha. Hôm nay cũng có bạch mai cả nhà, bạch mai Miến Điện ha, rồi siêu bông mình lợi, rồi nhị ngọc toàn nữa cả nhà, rất mong cả nhà mình ủng hộ nhé. Anh chào Hậu nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem video. Con tên Hậu, con ở Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại con là 0352989243, cũng là số Zalo luôn. Rồi. Dạ, hôm nay con có lên là một số là bạch mai hàng hai mùa nha anh chị. Ừ. Dạ bạch mai ở đây, bạch mai Miến Điện. Bạch mai Miến Điện cả nhà. Rồi dạ. Đây cả nhà mình tham khảo một số ở đây gốc. Em nha. Có lựa ra 3 cây nè anh ơi. À. Có lựa mẫu ra ha. Ừ. Bạch mai cái này em nói thì em ghép được mấy mùa rồi Hậu? Dạ ghép được 2 mùa. 2 mùa cả nhà, hàng này là hàng đôn nè. Dạ, hàng đôn rồi. Ừ. À, cho anh xin cái chiều cao thông số đi em. Dạ chiều cao bạch mai Miến Điện cả nhà. Dạ. Bạch mai Miến Điện là bông nó khoảng 7-8, có khi 5 cánh cũng có, nhưng mà cái lô này nở bông đẹp lắm anh chị. Rồi. Chiều cao là em lấy là 30. Dạ 30 cũng được anh. À, tán chị... ngang nó tầm khoảng chừng gang tay của mình. À. Như cây này kiểu như là cái dáng nó hơi bay bay cái nhà, cho nên chiều cao thì nó hơi thấp hơn cái xíu. Cái này em chưa dựng ngọn, vô chừng nào gửi em sẽ dựng ngọn hết cho anh chị mình luôn. Ừ. Còn gốc ghép thì nó cỡ bự hơn điếu thuốc hết trơn rồi. À, như mấy gốc này có chừng ngón tay út của em nè cả nhà, nói chung là bự hơn điếu thuốc để hắn cho dễ đi hắn học. Dạ bạch mai này là hừng nắng luôn cho anh chị mình luôn á. Để anh chị mua về em sợ trái lá. Ừ. Này là hừng nắng hừng chậu luôn. Rồi, vậy mình để ngoài nắng không sao hết phải không? Dạ đúng rồi. À, với lại thừng chậu cái này mình bó bầu mình gửi phải không em? Dạ đúng rồi. Nó tróc lóc luôn nè cả nhà. Dạ. Ở hàng này thì cũng có quấn đế nè, cái này em giao lưu sao đây không? Dạ loại này em giao lưu là một xị một cây. 100.000 một cây. Dạ đúng rồi. Rồi. Cái này cô chú mua 2 cây em bao ship luôn, là 2 xị 200 cặp. 200 một cặp cả nhà. Dạ đúng rồi. Đó, 200 một cặp nhà vườn mình bao ship nha. Dạ đúng. Cái rồi. Này là nói chung là nhà vườn bảo là nói chung là đảm bảo cái nhà mình đem ra nắng thì không sợ, nói chung là thừng rồi phải không em? Ừ. Dạ đúng rồi, rồi giống như thần nó quen nắng rồi, ví dụ anh chị mua về á, thì mình canh, ví dụ canh có thể trời chuyển mưa hoặc là bữa chiều nào mát á, mình nó đem ra chứ mình đem qua nắng quá nó cũng ngợp, mình nhấp nhấp từ từ đúng rồi không? Dạ rồi đây cả nhà mình tham khảo, bên đây mình còn nhiều không em? Dạ em được 50 cây khoảng cỡ những cây mẫu anh quay ạ. Rồi có quấn đế hết nha cả nhà, rồi cả nhà tham khảo bạch mai Miến Điện. Dạ tiếp theo thì em xin giới thiệu là mã số 1 siêu bông mình lại. Hôm nay anh chị yêu cầu siêu bông mình lại lấy bo, nay em có lô này bo đẹp lắm anh chị. Rồi cái lô này là mình lấy bo nha cả nhà. Dạ bo. Nói chung là này vừa lấy bo mình vừa để dành chơi Tết luôn cũng được. Hoành 11 anh chị. Cây mã số 1 hoành là 11 cái nhà gốc vườn nha. Dạ củ đế là 15. Ừ. Cây này mình ghép 2 chục ha. Dạ đúng. Đó, 2 chục ghép cả nha. Dạ cái tuột bo dài nhất của nó là gần 60 anh chị. Ờ. Dạ như cây này anh chị mình có thể lấy khoảng hai mấy bo, hai chục hai mấy bo. Rồi nhiều mắc lá nha anh chị. Nhiều bo lắm cái nhà, cây này mình ghép được 2 chột nè. Cái này ghép đâu chưa em? Dạ cái này ghép tầm khoảng 5 tháng anh. Ừ. Rồi gốc này em vô luôn sao đi học? Dạ cây này em bán giá là 250 bao ship tới nhà cho anh chị mình luôn. 250 bao ship tới nhà luôn cả nhà. Siêu bông mình lại nha. Dạ đúng rồi, cái này anh chị mua về lấy bo được. Ừ. À, rồi anh chị mình mua hàng thì có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha anh chị. Rồi. Dạ. Cả nhà muốn xem kỹ hơn cứ liên hệ bạn số điện thoại bên trái màn hình, số điện thoại có Zalo nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình tới mã số 2 đi em. Dạ mã số 2. Ừ. Mã số 2 em cũng lên một siêu bông mình lại, cây này ghép được 3 bo anh ơi. Cây này được 3 chột nè. Cây này bo nếu mà hiện tại là nó đang lụa nè anh. Đang lụa lại ha. Cái này đâu lấy khoảng 40 bo có hơn. Ừ. Nếu mà em lấy nha. Khoảng mắt lá. Rồi. Cái tuột bo dài nhất của nó là 60 luôn anh chị ơi. Chiều cao là 60. Dạ. Rồi. Mình đã uống cho nó gùng bớt xuống rồi cái nhà không mấy nó còn cao nữa. Cái này em chỉ dựng em cho đỡ ấy đó, nhưng mà em uống lơi lơi hà cho anh chị mình về lấy bo mà. À, cái hoành gốc. Cái hoành em đo dưới hai cái nạng này là 14 nha anh chị. Hoành mình đo ở chỗ này là 10. Lấy 13 đi, lấy 13. 13 đi ha. Dạ. Rồi. Cây này cũng có cái củ đế dưới nè cả nhà. Cây này nó cũng dạng như chơi hàng rẻ tiền, cái hàng này chơi cũng được nè anh chị. Ừ, đây để quay cái gốc cho cả nhà mình tham khảo đây cả nhà. Dạ. Ủa, cái lá nó bự ghê không? Gốc này em giao lưu sao đây? Dạ cây này em giao lưu 3,5 triệu bao ship anh. 350.000 bao ship. Dạ. Rồi 3,5 triệu là 350.000 chắc tại Hậu livestream TikTok nhiều cho nên nói cái từ đó quen nha. Rồi tiếp theo mình dạ, tới đúng rồi. Mà số 3. Để nói dạy vi phạm anh. Đúng rồi. Chứ dạ. Không phải là nói xị là nhậu nhiều nha. Dạ mã số 3 này, siêu bông mình lại luôn. Mã số 3 siêu bông mình lại. Cây này bò cực kỳ ngon, cực kỳ nhiều luôn anh. Đây để anh xa xa cây nó cao lắm. Cây này mà anh chị nào lấy khéo khéo phải khoảng 50 bò có luôn á. Mà lấy khéo nha chứ không phải ai cũng. Có nghĩa là lấy một mắt lá. Đúng rồi. Em ở đây em đang ghép lô này ghép 2000 cây bình lại không ghép cũng mắt lá không nè. Ừ. 2000 cây bình lại. Dạ. Mới ghép nha cả nhà. Cái tuột bo, hai cái tuột bo là nó dài hơn 50 hết trơn nè, hai tuột này nè. Ừ. Còn hai tuột này nó dài khoảng 30. Em ghép mấy chột không? Hai chột hả? Dạ em ghép hai bo. Ghép có hai chột mà bao nhiêu đây bo nè cả nhà? À, bo sung lắm, bo mập lắm anh ơi, lá bự nữa nè. Rồi cái hoành này hồi nãy em đo là như để em đo hoành.
cái hoành mình đo được là mã này là mã số 3 nha cái nha. Dạ. Hoành là 10 anh ơi. Hoành là 10. Dạ. Rồi, để đó. Em đo cái củ đế cho anh chị mình tham khảo. Ừ. Dạ củ đế là 21 anh. Rồi góc này em vô luôn sao? Dạ góc này em vô luôn giá là 3 xị 300.000 ha. Dạ 3 xị thôi anh. Rồi 300.000 bao ship nha cả nhà. Dạ. Rồi đây cả nhà mình tham khảo hàng này mình lấy bo mình về mình chỉnh sửa Tết mình chơi Tết được thấy không? Dạ. Ừ. Rồi tiếp theo mình tới mã số 4. Dạ mã số 4 một siêu bông mình lại dán trực anh. Mã cái số này 4. Bo cực kỳ nhiều luôn. Y giống cái bo nó giống như cái mã số 3 vậy anh. Ờ. Hồi ồ quá chừng bo đúng là cái hàng này là hàng lấy bo là cả nhà. Dạ. Siêu bông bình lợi nha. Dạ. Cho anh xin thông số cây này đi không. Mình lấy bo xong là bắt đầu nó đi chèo hả Ngọc? Dạ, chiều cao là 52. Chiều cao là 52 nè. Dạ, 3 nhánh là cao, 3 4 nhánh là cao 50 không à. Lấy khoảng 4 50 bo là phải ra. Nó đều luôn á cả nhà. Nhánh dạ. Chính với lại mấy cái nhánh chèo nó ra là đều luôn. Dạ. Giờ anh thấy trên mạng người ta bán cái đợt khoảng gần 10 ngày trước nửa tháng trước ta bán 10.000 bo không anh? Ừ. Hoành 11 anh. Cây này nếu mà tính ra lấy 10.000 một bo là lời lúc hả? Dạ, cái này em cho anh chị mình lấy 7.000 bo thôi. À. Mình vừa lại bo mình vừa lại gốc. Cái cây nữa, mới mốt lấy được bo nữa. Bắt lá. Ừ. Rồi dạ. Lúc này mình vô lưu giá là 3 xị luôn anh. Bao ship. Mã số 4 hả em? Dạ đúng rồi. Rồi mã số 4 là 300.000 bao ship nha cả nhà. Dạ. Ừ. Rồi tiếp theo mình tới mã số 5. Dạ mã số 5 sẽ lên cho anh chị mình một nhị ngọc toàn. Cái này là cái nhị ngọc toàn mã dạ. Số 5 cả nha. Hôm nay anh chị mình hỏi có nhị ngọc toàn gốc vườn không? Rồi đây nay em ghép nó lên mạnh khỏe rồi. Ừ. Rồi cây này thân nó cũng lắc nè cả nhà ha. Dạ hoành 11. Hoành là 11, cái củ bự hơn nè. Dạ củ là 18 anh nè. Rồi hàng cũng là hàng lấy bo nha cả nhà. Dạ. Chiều cao là 35 anh nè. Chiều cao 35. Cây này ghép được 3 bo anh. Ừ, cây dạ. Này ghép được 3 chộp nè cả nhà. Dạ, cái này à. Anh chị nào mình muốn chơi hàng rẻ tiền, chơi hàng gọn gọn nè. Ừ. Cái này em để giá 2 xị thôi nè, bao ship á. 200.000 nha cả nhà. Dạ. 200.000 bao ship. Rồi. Tiếp theo mình tới mã số. Dạ em xin lỗi em hơi quen miệng em xin lỗi nha anh chị. Livestream nhiều quá. Dạ mã số 6. Mã số 6. Dạ chiều cao 40. Chiều cao là 40. Tán ngang là gần 30 anh ơi. Rồi. Hoành là 11. Hoành là 11. Dạ. Tại vì livestream bên kia nó hơi khó cả nhà. Cho nên củ đế là khoảng 19 anh nè. Bị lậm. Củ là 19. Dạ. Mã số 6 em. Dạ mã số 6 2 xị luôn anh. Rồi. Cây này là 200.000 nha. Dạ. Cái này em chỉ đỡ lên thôi anh chị em về cây này chơi Tết được. Cây này một mấy chọt em? Hai. Mấy chọt? Hai chọt anh. Hai chọt phải không? Chọt này thì bự nè cả nhà. Chọt dạ. Kia thì hơi nhỏ hơn xíu hen. Dạ. Rồi. Này giá 2 xị bao ship tới nhà anh chị mình thấy cái cây chưa được 150 nữa anh chị, chưa được 150.000 nữa. Đúng rồi. Rồi tiếp theo mình tới mã số. Rồi tiếp theo em sẽ lên 19 combo cho anh chị mình nha. À, rồi. Dạ. Tiếp theo em xin giới thiệu anh chị mình một lô giả hữu đất trồng đất nha anh chị. Rồi. Cho anh chị là mình có mua nhu cầu mua về để trồng đất ha. Ừ. Dạ. Cái lô này thì em ghép được 2 mùa. Hiện tại là mùa này là mùa thứ 3 nha anh chị. Rồi mùa thứ 3 cả nha. Dạ. Cái này thông số sao em cho anh xin đi em. Dạ chiều cao em lấy là khoảng 30 đi, 3 tấc đi anh ơi. Chiều cao 3 tấc nè. Góc đó. Ghép là khoảng ngón tay trỏ không à. Ngón tay trỏ. Rồi. À, có quấn đế luôn nha cả nhà. Dạ. Cái này dạ. Em có nhiều không Hậu? Dạ này là khoảng 500-700 cây vậy. 500-700 lận. Rồi đây cả nhà, cái thân hình như cũng uống hết trơn hả em? Dạ em có lắc thân uống hơn. Có lắc thân uống nè cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo một vài gốc nha. Hàng có quấn đế mấy cái này sâu ở dưới nè cả nhà. Để em lựa mấy cái dạ, gốc đây. Rồi dạ. Lên vậy coi. Nói chung nhà vườn của bạn Hậu đôn cũng sát. Mình chơi bonsai á cả nhà. Em đồn con lóng tài, có cây em đồn con lóng tài nữa. Đồn con lóng tài vậy hả? Dạ, nè, tức là cây. Mỗi năm mình đồn thêm một lóng tài rồi cả nhà. Tại em kiểu như em đồn cho lùng lực anh. Ừ. Rồi mình chơi bonsai. Mình dễ nuôi. Rồi cái này em giao lưu sao? Dạ cái loại này em giao lưu là giá là, cái này trồng đất nha anh chị, giá là 80.000 một cây. 80.000 một cây thôi ha. 2 cây em gửi hàng, 3 cây em bao ship luôn, 24 bao ship luôn. Rồi cái nhà mình tham khảo cho một vài gốc nữa nha cái nhà, đây cái nhà. Còn chị nào được mua được số lượng chừng 100 cây á, em để giá 70 luôn nha anh chị. Rồi. Còn mà mua khoảng 500 cây đi để giá 60 luôn. Rồi. Đó cho anh chị mình thoải mái luôn. Lô này về trồng đất rất là ngon luôn. Ừ, Thủ Đức trồng đất cả nhà. Đó. Rồi cái nhà mình tham khảo cũng còn số đế trái bí vẫn có nha anh. Vẫn có đế trái bí trái bí khoảng 3 dòng có nha. Ừ. Nhưng mà không phải trái bí nằm giữa nha. Rồi bí bên cây này. Rồi cái này là bí nè. Đó, cây này là bí nè cả nhà ha. Dạ. Đó, cũng cây thì xanh tươi mạnh khỏe nha anh chị. Ừ. Rồi cả nhà mình tham khảo giảo Thủ Đức nha. Dạ giảo Thủ Đức nha. Tiếp theo là một cây giảo chuông nha anh chị. Giảo chuông thì cái bông nó nở ngày thứ hai nó sẽ dũm vô như cái chuông nên mình đặt giảo chuông nha anh chị. Bông nó bự lắm ha em. Bông bự, bông cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Giảo chuông cả nha. Dạ cây này ghép ốc nhớ ghép được 3 năm rồi nha anh chị. Rồi cây này 3 mùa. Chiều cao là 46. Chiều cao 46 đôn rồi nha cả nhà. Tán ngang là 37. Rồi. Để em đo hoành đo luôn đi cho dễ ha. Dạ. Dạ. Hoành mình được là hoành 7 anh ơi. Hoành 7 cái này củ nở đế nơm anh ơi.
Cái này mình gọi là mã số sao em? Mà dạ mã số 7 anh ạ. Mã số 7 à, tiếp theo cái lô nãy đi ha. Dạ mã số 7. Chốc lóc luôn nè cả nhà. Cái này là dảo dảo chuông cái mặt bông cái nhà, liên hệ nhà vườn giúp em bạn dạ. Hậu gửi mặt bông cái nhà mình tham khảo ha. Gốc này mình giao lưu giá là nhiêu? Dạ 180 bao ship anh. Rồi 180 bao ship. Dạ. Cây này anh chị nào mình chơi phá chơi gốc nhất á, chơi cây này ngon. Rồi, tiếp theo bên tới. Dạ. Tại ở đây em làm, nói chung em làm hàng nhỏ nên nó thiệt đánh mấy mã số này cực lắm anh chị, nhưng mà được cái mấy anh chị nào mình chơi ít tiền á, mình dễ chọn. Dạ chứ đánh này nó cũng không có đánh cho dễ lựa đi ha. Đúng rồi. Chứ cái giá tiền nó cũng không có cao. Rồi. Dạ chiều cao như cây này siêu bông Sài Gòn nè, cao 30 nè. Cái Sài Gòn với cây hoa hồng ha. Cây hoa hồng dựng đọt lên khoảng 30 luôn. Cây này ghép gốc nhất nha anh chị. Rồi mã số này là mã số 8 ha. Dạ mã số 8. Rồi một cặp cả nha. Hai cây này đế cũng đẹp anh nè. Đế dạng cũ nở nè. Để quay cái đế nha. Cái quành cây này chắc cũng cỡ ngón tay út đi hả Hậu. Dạ chắc cái lô này em nghĩ chắc là bự hơn tay út không anh. Chắc nó lấy con trỏ luôn cũng được đó. Rồi. Đầu con trỏ của em nè. Rồi, cái này em vô giá là 220 ha. Dạ, một cây siêu bông Sài Gòn, một cây cúc hoa hồng Thanh Tú ha, giá là 220.000 bao ship tới nhà cho anh chị luôn. Rồi, mã này là mã số 8 nha cả nhà. Bo nhiều luôn nha anh. Rồi. Rồi tiếp theo. Cái này mình lấy bo được nha cả nhà. Dạ, được. Thả cho cả nhà nè. Rồi mã số 9. Dạ mã số 9 đây. Mã số 9 là hai cây siêu bông Sài Gòn. Hai cây Sài Gòn. Gốc này chắc bự hơn ngón tay bí đỏ của em nữa. Cây này bí nè cả nhà. Cái này cũ nè cả nhà. Bo dài thì hơn 40 không anh ơi. Ôi ôi. Đây. Cái này lấy bo cực kỳ luôn, siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Cái này em giao lưu sao? Dạ cặp này em giao lưu giá 250 bao ship anh. Rồi, một cặp siêu bông Sài Gòn cái đế này cả nhà, như gốc dạ. Này là đế bí. Này đế như cũ củ mì luôn. Cái này giống như cũ nó thối lại nè cả nhà. Đó. Dạ. Rồi. Cây xanh tươi mạnh khỏe nha anh chị. Với lại lấy bo cũng nhiều ha. Dạ. Rồi. Cái này chơi Tết cũng ngon lành luôn. Em xin nhắc lại anh chị nào mua hàng bên em thì có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Dạ. Không đúng như em quảng cáo cứ quyền trả về chứ. Dạ. Không có gì bình thường. Tại vì thì chủ yếu là lựa mã số cho cái nhà mình dễ tham khảo. Nói dạ. Chung là nhận cây y chang cái mã số là cả nhà nhận rồi thanh toán nha. Mã số 4 là gần một cây dảo nhung anh. Cái này là mã số tiếp theo là mã số 7, 8, 9. Mã số 10 anh. Dạ, mã số 10 ha. Dạ mã số 10 gần một cây dảo nhung anh. Rồi mã số 10 là cây nhà dảo nhung nè. Dạ cây này đế đẹp luôn anh ạ. Rồi đến coi cây này hai chột cả nhà. Cây này mình ghép được hai chột nè. Dạ. Đó. Đế đẹp dạng trái bí luôn á. Ừ. Rồi cây số 2 là dảo Phú Tân anh ơi. Cây này ghép được Phú Tân. Dạ mùa 3 nha anh. Cái gốc ghép nằm ngay đây nè. Đây trở lên nè. Nè đâu con lóng tay nè. Rồi. Cái này em vô luôn sao? Dạ, cặp này em giao lưu giá là 250 bao ship anh. 250 mã số 10 hả em? Dạ đúng rồi. Rồi đây cả nhà ơi, 250 ha. Đó, hàng này mình cũng có thêm lấy bo, nói chung là cái cây này già mùa lắm rồi cả nhà. Đó, rồi cái nhà mình tham khảo mã số 10 nha. Dạ, anh chị nằm chơi hàng nhỏ gọn gọn á, mình mình trà rồi mình chơi mấy hàng này ok anh chị. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo là mã số 11 anh ơi. Mã số 11. Mã số 1 là em tiếp tục em một cặp siêu bông Sài Gòn nữa nè. Cặp siêu bông Sài Gòn lấy bo nữa. Nói chung hôm nay mình vô lưu hàng lấy bo nhiều hả Ngọc? Dạ lấy bo mà vừa chơi Tết luôn anh. Chứ giờ rồi. Anh kiếm hàng như thường ta có nhánh mà này tới 5-6 nhánh luôn anh ha. Rồi cho anh xin thông số của cái cặp này mã số 11 ha, một cặp siêu bông Sài Gòn đó nha. Dạ chiều cao nó này như nào, cái tược bo dài 55 luôn nè. Được rồi 55. Nên anh chị mình có thể bấm đây nè. Bấm đây lấy bo khúc bo trên. Rồi. Đó, còn để mình dưỡng mình cho Tết. Về mình kéo tàn lại chịu khó mình sửa thêm hết cả nhà. Đế cũng đẹp nữa nha. Cái gốc này cả nhà. Đó gốc cũng bự nha, nói chung là trong phạm vi ngón giữa ngón cái luôn cả nhà ha. Gốc bên đây cũng chừng ngón giữa ngón cái này cả nhà. Đế có đế hết rồi, cặp này 250 nha. Dạ 250 là bao ship luôn anh. Rồi 250 bao ship toàn quốc nha cả nhà. Mã số 12 em xin giới thiệu là một cây cúc nghệ anh ơi. Một cây cúc nghệ, một cây dảo Phú Tân. Cây cúc nghệ với cây Phú Tân cả nhà. Em có vô dây giống như em định hình đó vậy thôi nha. Ừ. Còn vô đẹp hay không đó thì tùy theo anh chị mình xem ha. Rồi, hàng này thì nói chung cũng già mùa, hàng đôn không à cả nhà. Dạ. Rồi. Lùng lực luôn á. Hàng này hai mùa nè, mùa nay mùa qua nè. Rồi. Cặp này mình giao lưu với em đo thôi, em đo thì mình thử. Dạ chiều cao đi. 30 à. Chiều cao 30. Cây này chắc 25 quá anh nè. À. Dạ nhưng mà đựng cái tàn tròn nó có phơm sẵn luôn à. Rồi em giao dạ, mã này em giao lưu giá 2 xị bao ship thôi. 12 là 200.000 bao ship nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi mã số 12 nha. Dạ. Rồi tiếp theo. Mã số 13 nếu mà anh chị mình chơi dòng cúc mà bông nhiều lâu tàn. Anh chị mình lấy cặp này. Dạ. Cúc dạ. Thọ Hương. Thọ Hương. Dạ. Rồi thọ hương này cả nhà ơi, cái hoành gốc nè để em đính tay vô cả nhà tham khảo nè, coi chừng bự hơn tay út của em ha. Gốc cặp này một xị chín thôi anh chị, bao ship luôn. 190.000 bao ship. Dạ. Chiều rồi, cao là 40. Chiều cao là 40, góc này cũng tương tự hả em? Dạ, cái cúc ghép hai ở cái góc ghép này chắc bự hơn tôi út em. Bự hơn tôi út hả? Hàng nói chung là nhà vườn cũng đã đôn, nói chung ra tược rất là khỏe mạnh rồi cả nhà. Dạ. Mình giao lưu giá là 190.000 một cặp. Bên em làm mai giống nhiều lắm nên chị mình mua đừng sợ là sai giống. Với hai nữa, nói thiệt với anh chị cái giá nào em bán cũng được tương, tại vì em làm nhiều lắm. Rồi. Cái này là mã 10 mấy em, 13 ha? Dạ 13. Rồi 13 tiếp tục mình có mã số 14 cả nhà. Rồi. Mã 14.
Mã 14 nếu cái cặp này anh chị mình dâm về trồng đất nè. Mình trồng đất, mình trồng bàn trà đẹp nè. Cặp này dảo nha, một cây dảo Phú Tân. Rồi, một cây dảo Đức, hàng già mồ nha. Rồi cái cốt ghép nè cả nhà. Mình ghép ở chỗ này phải không? Dạ đúng rồi. Đây cả nhà, đó. Nó bự chảng luôn á. Bên này để tay bí luôn nè. Bên này để bí nè. Đó. Bốn mũi. Cái góc này cả nhà có chừng tay út của em, góc này thì bự hơn có chừng tay giữa, tay cái luôn cả nhà. Rồi, chiều cao khoảng chừng bao nhiêu? Dạ chiều cao gần 40 nè. Chiều cao là 40, góc này cũng cỡ cỡ nha. Cái này cao nó cũng không quan trọng nên quan trọng về anh chị mình bấm chỗ nào thôi. Dạ như cái này nhánh này là phải bấm nè. Bấm để cho nó nhặt mắt đúng của mình rồi. Cặp này em giao lưu giá 2,5 triệu thôi. Cặp này tại già mùa nên đế đẹp thôi. Rồi mã số 14 nha cả nhà. Dạ đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi, đây em giới thiệu cho anh chị mình một cây anh chị mình thích chơi già mùa nè. Dảo Đức già mùa 3 mùa nè. Rồi, 3 mùa luôn. Dạ, cây này là 1,8 em bao ship luôn. Mã số 15 180.000 bao ship thôi nha. Dạ, chiều cao là 53. Chiều cao 53 nè. Tán ngang là 34 nè. Rồi, đây cả nhà cái góc nè cả nhà. Đó, cái mắt ghép lúc trước chắc ở đây hầu. Dạ, này nãy đụng cái gãy à. Mà cái này anh chị mình về anh bấm đây cũng đúng rồi. Cái này em chỉ định hình dựng ngọn định hình thôi. Rồi, nói chung là mình bấm càng sát thì nó càng nhập cái nhà đúng rồi, như này anh chị mình phải bấm vô một khúc kia nè. Tặng cho những cái nách trong đây nó ra cho nó đều tàn. Đúng rồi. Nó anh chị mình chơi hàng gốc nhớt già mùa anh chị lấy cây này được nè. Rồi. Mã này là mã số 15 nha cái nhà, tại vì ở đây là đánh số theo cái khu ngoài đây cho nên em cộng thêm ở trống cái cũ nè, cái cũ cực kỳ có duyên luôn anh. Rồi, cũ sạch cây ha. Cái này là 180.000 bao ship nha. 180 bao ship luôn anh. Cuối clip thì con xin cảm ơn cô chú đã ủng hộ con những video trước ạ. Dạ cái clip này con lên một số mai giống đó, anh chị nào mình có nhu cầu mình cứ liên hệ con ha. Dạ con xin cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.